Ok, cậu đây rồi. Em muốn để cậu cũng được. Em ngồi đây. Cậu đây rồi. Cậu đang chơi nhà mini của con này. Mày vào, mày to lắm sao mày vào nhà này được? Nhà này nhỏ, gấu với các bạn bé mới vào được chỗ này được thôi. Vào vào nữa, tí nữa các bạn vào nhé. Bài gấu chơi trong nhà mini. ở sân chơi này. Có mấy ghế nhỉ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4 chairs. Một ngôi nhà nhá. 1 house. 4 chairs. Có anh đào với mẹ không? Mẹ đang anh đào kìa. Nó cúi đầu. Cúi đầu xuống. Cúi xuống, cúi hành xuống. Đúng rồi, giỏi quá. Anh ơi, là anh đào cùng mẹ nào. Không anh. Ok, bye bye các bạn nha.